Sơn, Nghệ An cho biết, tình hình của nữ bệnh nhân KTS, sinh năm 1986, trú xã Phà Đánh, hiện tại đang hết sức nguy kịch vì tự ý điều trị thuốc không rõ nguồn gốc mua trên mạng xã hội. Trước đó, cơ sở y tế này tiếp nhận người phụ nữ tìm đến cấp cứu trong tình trạng đau họng, khó thở lờ loét. Các bác sĩ sau khi thăm khám, xét nghiệm đã phát hiện chị này bị ngộ độc thuốc, suy gan, suy tủy xương trầm trọng, vết loét dạ dày, thiếu máu giảm 3 dòng bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu. Thông tin từ gia đình, người phụ nữ này trước đó có tiền sử viêm mũi, đau khớp. Tin vào những lời đường mật về một loại thuốc có dạng bột 10.000 đồng một gói không rõ nguồn gốc được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội với lời hứa hẹn dùng một lần là dứt điểm, chị này đã không ngần ngại đặt mua để điều trị. Nữ bệnh nhân ngấm thuốc chỉ trong vài tuần sử dụng, cơ thể xuất hiện nhiều vết phù nề, nốt đỏ ban, người rũ rượi, ngực và họng đau nhói, được người nhà vận chuyển đến cơ sở y tế trong tình trạng hết sức nguy kịch. Thông tin từ Trung tâm Y tế Kỳ Sơn, lực lượng cán bộ, nhân viên tại đơn vị này đã phối hợp với một số mạnh thường quân, hiện tại đã vận động quyên góp, hỗ trợ nữ bệnh nhân chuyển ra Hà Nội điều trị do gia đình bệnh nhân hết sức bi đát. Không ít người dân trong thời gian gần đây lâm cảnh tiền mất tật mang, nhập viện nguy kịch, thậm chí mất mạng chỉ vì hồn nhiên tin vào những lời quảng cáo thuốc kháng sinh, thuốc đặc trị, thậm chí thuốc điều trị ung thư trôi nổi không rõ nguồn gốc được bán tràn lan trên mạng. Điều 32-33 Luật Dược năm 2016 quy định: thuốc là loại hàng hóa đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, quy định về việc bán lẻ thuốc rất chặt chẽ, không phải ai cũng có thể bán. Bác sĩ Trung tâm Y tế Kỳ Sơn khuyến cáo, việc mua thuốc trên mạng về tự điều trị tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với người sử dụng, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Người dân cần cảnh giác cao độ với những chiêu quảng cáo rầm rộ về thuốc điều trị, cam kết chữa khỏi bệnh hiện nay như ma trận bùa vây người tiêu dùng trên mạng xã hội. Khi mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, điều trị và sử dụng thuốc một cách khoa học theo đúng phác đồ của bác sĩ, dược sĩ. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Dù đã được cơ quan chức năng cảnh cáo, xử lý, tuy nhiên trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube, thuốc đặc trị vẫn được quảng cáo, bán tràn lan. Do thiếu hiểu biết mà rất nhiều bệnh nhân đã phải mất tiền oan, thậm chí các bệnh viện ngày càng ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân gặp phải những biến chứng vì dùng những loại thuốc trôi nổi này. Trên thực tế, những fanpage gắn mác lương y đều có lượng theo dõi đông đảo, từ vài nghìn đến cả chục nghìn người theo dõi, tương tác mỗi ngày. Chiêu trò của những lương y giờ đấy là luôn lấy một ai đó làm tấm gương cho việc chữa trị bệnh thành công. Những tấm gương này sẽ lên kể lại quá trình chữa bệnh của mình, như chạy chữa khắp nơi không khỏi nhưng chỉ có một liệu trình đặc trị của nhà thuốc A, nhà thuốc B là bệnh gần như khỏi hoàn toàn. Và hầu hết trong số họ đều nói rằng mình đã quá may mắn khi gặp được những lương y giỏi như vậy. Ngoài ra, nhiều lương y dởm còn không ngại bỏ tiền dàn dựng những video quảng cáo công phu giống nghệt như một chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, clip quảng cáo còn dàn dựng cảnh người người trên chân xếp hàng chờ khám bệnh. Kèm với đó là những đoạn phỏng vấn của người bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn và những ý kiến tán dương của đại diện khu dân cư. Các lương y trên mạng xã hội thì được tâng bốc hết lời, thậm chí còn được giới thiệu, được nhận bằng khen của nhà nước về thành tích khám chữa bệnh. Các loại thuốc gia truyền được quảng cáo rất đa dạng, từ loại có công dụng chữa đau răng, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm da cơ địa, cho đến những căn bệnh rất khó điều trị như thấp khớp, thoát vị địa điểm, vô sinh, thậm chí là cả ung thư. Tất cả đều theo một mô tuyết, chỉ cần một liệu trình là bệnh sẽ tan biến. Nghe những lời quảng cáo có cánh ấy, những người đang có bệnh khó lại có thể làm ngơ. Họ với suy nghĩ, chi phí ít lại là thuốc nam nên kể cả không khỏi thì cũng không gây chết người nên chẳng có lý do gì mà không thử, biết đâu lại hợp thấy thuốc, bệnh lại khỏi. Tuy nhiên, nếu để ý, trong những clip quảng cáo hầu như không để lại địa chỉ cụ thể mà thường là để lại số điện thoại để được tư vấn và đặt hàng online. Mặc dù chưa có kết luận chính thức của các cơ quan có thẩm quyền về tính hợp pháp của các cơ sở khám chữa bệnh trên mạng xã hội, tuy nhiên với những lời quảng cáo như đã nêu ở trên thì thường ẩn chứa rất nhiều nguy cơ lừa đảo. Người tiêu dùng trong những trường hợp này có thể là bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân, nếu chót tin vào những lời quảng cáo kia rất dễ mua phải những loại thuốc giả, thuốc kém chất lượng và không phù hợp với người bệnh đang điều trị. Phần lớn các trang mạng xã hội phổ biến ở nước ta hiện nay đều có nguồn gốc từ nước ngoài nên vấn đề kiểm duyệt chính xác thông tin với những nội dung quảng cáo chưa được đảm bảo. Vì vậy, người tiêu dùng cần phải tỉnh táo trong lựa chọn nơi khám chữa bệnh và thuốc điều trị. Người bệnh khi có bệnh nên đến các bệnh viện hay cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật để có hiệu quả điều trị tốt nhất. Không vội tin vào những lời quảng cáo thiếu xác thực trên các trang mạng xã hội để tránh tiền mất tật mang. Thuốc chữa bệnh được xem là một loại hàng hóa đặc biệt vì nó có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người.
Chính vì thế, việc điều chế, mua bán các loại thuốc và sử dụng trong khám chữa bệnh được nhà nước quy định rất chặt chẽ. Dù là thuốc gia truyền cũng cần phải tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của luật để đảm bảo chất lượng rồi mới bán được ra thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều những loại thuốc chưa rõ nguồn gốc vẫn đang được quảng cáo, chào bán rộng rãi dưới dạng những bài viết kèm theo hình ảnh minh họa với lời lẽ bùi tai. Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh cáo trong thời gian vừa qua, bệnh viện ghi nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân dùng thuốc trôi nổi trên mạng xã hội điều trị. Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, một người phụ nữ 25 tuổi đã uống thuốc gia truyền 20 ngày theo lời quảng cáo là chữa khỏi vô sinh. Sau khi uống, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, suy gan gấp 20 lần so với bình thường, trong khi bình thường men gan chỉ tăng 2-3 lần là rất nguy hiểm. Bác sĩ Vũ Minh Đức, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân tới sớm nên chưa có tổn thương nặng ở mức vàng da vàng mắt. Qua xét nghiệm cho thấy bệnh nhân không bị viêm gan B, C, HIV, tình trạng men gan tăng cao là do gan bị nhiễm độc thuốc nam. Tương tự trường hợp trên, vào cuối tháng 11 năm 2023, bệnh nhân LVP 73 tuổi bị đau khớp và viêm gan B nhiều năm cũng gặp tình trạng tương tự. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận, khó thở. Bà BTT, vợ của bệnh nhân cho biết, ông B đã sử dụng thuốc nam và tưởng là đã khỏi bệnh, nhưng thời điểm trước khi nhập viện, bà thấy ông có những biểu hiện bầm tím dưới da nên đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ông B được chẩn đoán suy gan suy thận cũng do ngộ độc thuốc nam. Tại Bệnh viện Sanh Pôn cũng đã từng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 56 tuổi mắc tiểu đường nhiều năm, đồng thời viêm gan B, ung thư gan, sử dụng thuốc điều trị tiểu đường. Bệnh nhân này nghe theo thần y trên mạng vào hồi tháng 10 năm 2022 đã bỏ điều trị, chuyển sang uống thuốc nam 4 viên một ngày, gói thuốc không rõ thành phần, bao bì, nơi sản xuất, cũng không có những chứng nhận cấp phép nhưng được quảng cáo có công dụng điều trị tiểu đường và suy thận. Vài ngày đầu, chỉ số đường huyết của bệnh nhân có giảm nhưng ngày càng mệt mỏi, ăn uống kém. Cuối tháng, bệnh nhân vào viện trong tình trạng huyết áp tụt, ý thức chậm, thở nhanh, đau bụng, các chỉ số xét nghiệm đều rất kém, đe dọa đến ngừng hô hấp và ngừng tim. Không chỉ đe dọa tới tính mạng, thậm chí đã có rất nhiều trường hợp tử vong do dùng thuốc chứa chất cấm mua qua mạng xã hội. Tại Bệnh viện Bạch Mai, thời điểm 1-2 năm trước cũng đã tiếp nhận không ít trường hợp biến chứng nặng, thậm chí tử vong do uống tiểu đường hoàn. Thuốc điều trị tiểu đường có chứa fenformin, chất cấm từ năm 1978. Hay như trường hợp của LHN, 18 tuổi, ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cũng khiến nhiều người rùng mình. Anh N đã nhập viện trong tình trạng da đỏ và chất vẩy toàn thân. 2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân lên mạng tìm hiểu thông tin và cách điều trị vẩy nến và được người bán giới thiệu tự nhận là thầy thuốc giỏi nhất ở đây điều trị vẩy nến, khẳng định chữa khỏi hoàn toàn. Anh N đã quyết định mua 3 hộp với giá trị 2 triệu đồng về để uống. Anh chia sẻ đã uống hết 3 hộp thuốc thì tình trạng tổn thương trên da vẩy nến giảm khoảng 60%. Chưa kịp vui mừng thì 5 ngày sau khi hết thuốc, vẩy nến bùng phát dữ dội khiến lớp da toàn thân bị bong chóc từng mảng, ngứa ngáy, đau rát, phải nhập viện để cấp cứu. Bác sĩ Vũ Hoàng, trưởng khoa lâm sàng 2, Bệnh viện Gia Liễu cho biết, bệnh vẩy nến hiện nay chưa có thuốc điều trị mà chỉ có những loại thuốc uống, thuốc thoa ngoài da để cải thiện tình trạng. Lợi dụng sự thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, rất nhiều tổ chức cá nhân quảng cáo rầm rộ về những loại thuốc điều trị hết bệnh vẩy nến. Tuy nhiên, đây đều là những quảng cáo không đúng sự thật. Các bác sĩ khuyến cáo không được tự ý mua thuốc vì có rất nhiều thuốc có thể gây ra tình trạng kích ứng tại chỗ, nặng nề hơn có thể gây ra tình trạng suy gan, suy thận, nhiễm trùng huyết và có thể dẫn tới tử vong. Vì vậy, khi bệnh nhân có bệnh, cần phải tới bệnh viện và cơ sở y tế uy tín để được thăm khám điều trị kịp thời, không được tự ý mua thuốc về điều trị và mua thuốc không rõ nguồn gốc, rất dễ để ra những biến chứng hậu quả khôn lường.